Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lực lượng công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó tạo động lực tiếp tục nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ với quyết tâm để người dân đón Tết an toàn, vui vẻ. Với quyết tâm cao độ, ngay sau ngày ra quân, các lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh trấn áp các ổ nhóm tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, tăng cường nắm tình hình, bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Ngay những ngày đầu, nhiều chiến công đã được xác lập, tiêu biểu như Công an thị xã Mỹ Hào đã đấu tranh xác lập triệt phá 3 chuyên án, làm rõ được hàng chục vụ việc, thu giữ gần 30 kg pháo nổ, khởi tố 27 vụ bắt giữ 29 đối tượng về tàng trữ vận chuyển chất ma túy. Trong dịp Tết Nguyên đán này, trên cơ sở tình hình thực tế, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với tất cả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tập trung vào đấu tranh vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an huyện Văn Lâm sau một tháng ra quân đã đấu tranh làm rõ gần 80 vụ việc trong các lĩnh vực, nhiều nhất là tội phạm vi phạm về ma túy 21 vụ, môi trường 22 vụ, 3 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp. Trên địa bàn huyện Văn Lâm, giáp danh với thành phố Hà Nội, có tuyến đường 5 đi qua, được dự báo là có nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong những ngày giáp Tết. Căn cứ vào tình hình thực tế thì chúng tôi đã thường xuyên triển khai các cái kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, phân công cán bộ chiến sĩ bám sát từng địa bàn, từng đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và từ đó xây dựng các kế hoạch kịp thời triệt phá. Có những lúc phải ăn nằm ở cơ sở, đảm bảo hoàn thành xong nhiệm vụ thì mới rút về đơn vị. Xác định địa bàn thị trấn Như Quỳnh là một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, với cái quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng công an thị trấn Như Quỳnh duy trì công tác tuần tra kiểm soát, nhất là công tác tuần tra vũ trang ban đêm để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, để làm sao mà giúp cho bà con nhân dân thị trấn Như Quỳnh đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm, ngày 15 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 565 vụ việc, 795 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, đã khởi tố 222 vụ. 329 bị can, triệt phá 33 chuyên án về hình sự, kinh tế, ma túy. Kết quả ban đầu này không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin cho nhân dân mà còn là động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán tới.